Đây rồi, mắt mèo ánh trăng hot hit của mọi người đây, và Thảo làm hiệu ứng trái tim luôn nha. Lần trước Thảo làm cái mắt mèo kim cương rồi, mắt mèo kim cương trái tim cũng xinh rồi, nhưng mà ánh trăng nhá thì trái tim còn xinh hơn cơ. Ở đây thì Thảo sẽ lấy cái ghim giấy nha, Thảo sẽ làm nhanh một chút tại vì lần trước Thảo làm video đấy ánh trăng mắt mèo kim cương ấy thì rất nhiều chị em đã làm thành công rồi, nhưng có một vài chị em vẫn chưa làm được, Thảo sẽ làm lại nhá. Thảo dùng chính cái ghim đã bẻ để làm luôn cái hiệu ứng trái tim ấy nha. Thì mọi người sẽ bẻ thẳng cái ghim giấy ra. Bẻ thẳng ghim giấy ra, sau đó thì mình sẽ gập đôi nó vào để mình xoáy được nhá. Đấy, thì mọi người cứ bẻ thẳng ra đã. Còn lát nữa phần xoáy thì mọi người có thể xoáy 2 vòng cũng được, 3 vòng cũng được, 4 vòng cũng được, 5 vòng cũng được luôn. Nhưng miễn là sao đừng có 6 vòng. Đó, vì 6 vòng có thể là nó hơi xa á. Thì mọi người sẽ, ở đây Thảo sẽ vặn 3 vòng, đó, xoáy, xoáy bằng cái gì cũng được nha. 3 vòng xong mình chỉnh cho nó thẳng, thẳng cái phần, cái vòng đấy. Sau đó ở vòng xoáy cuối cùng mọi người sẽ bẻ vuông góc nó vào. Nhớ là bẻ vuông góc luôn nhé, đừng có để hở cái phần đấy ra. Nếu mà hở ra, hở ít thì không sao, hở nhiều thì sẽ không thành hình trái tim đâu. Còn ở phần chữ V mọi người sẽ cắt đi. Cắt đi để làm gì? Cắt cho nó là thành trái tim bé, phù hợp với móng thôi. Chứ còn để dài cũng được, miễn là móng khách to thì mình để dài, móng khách nhỏ thì mình để ngắn, để cái trái tim nó vừa trong móng đó. Ok, đây là mắt mèo ánh trăng nha mọi người. Mắt mèo ánh trăng này là có màu sẵn rồi, nhưng mà chẳng qua Thảo thích nó hồng hơn thì Thảo sơn một lớp màu hồng thôi, chứ còn cái này thật sự không cần sơn màu hồng đâu. Mắt mèo ánh trăng thì sẽ có loại nhũ ở bên trong là nó mịn. Đây là mắt mèo ánh trăng Ramila mới về của nhà Thảo nha mọi người ơi. Đó, mọi người sẽ vẫn dùng cây 500 này hơi như bình thường. Mắt mèo Ramila thì đây là Thảo đang cầm mẫu thử của nó thôi. Còn mẫu mọi người cầm về cái chai xinh lắm, 15ml mà cái chai rất là xinh luôn. Ramila mắt mèo mới về nha mọi người nhé. Sau khi hơi mắt mèo xong, mọi người chỉ cần đưa cái thanh vừa rồi vào. Đó, Thảo thích là cái hình trái tim nó động đậy theo mình đưa ấy, ngựa ngựa vậy đó, thì Thảo đưa từ dưới lên thôi. Chứ mọi người áp thẳng một phát vào móng cũng không sao cả đâu nha. Đó, và nhớ ở bước này hình hình trái tim rồi đúng không, rút ra thật nhanh, thành hình trái tim rồi, rút ra thật nhanh thì cái trái tim nó mới còn nguyên vẹn nha, rút thật nhanh nha. Trời ơi xinh lắm luôn. Cái mắt mèo này thì Thảo có hai màu, màu hồng và màu trà, rất là xinh. Còn màu bạc mà là mắt mèo ánh trăng thì nó sẽ bị xám rất là nhiều đấy, nó sẽ xám rất là nhiều ấy mọi người ơi. Nên là hiện tại Thảo đang với hai màu gọi là hot nhất, thì mọi người có thể mua nha. Nhớ là cái mắt mèo này nó sẽ nhiều nhũ, nhưng mọi người cứ sơn dày lên để nó có nhiều nhũ hơn, nó rất là xinh, rất là sáng. Mắt mèo kim cương hay ánh trăng đều đẹp, nhưng mỗi cái đẹp một kiểu khác nhau. Sau khi sơn xong thì hơ đèn và sơn tốt Jimmy lại, như vậy là xong mọi người ơi. Trái tim mới xinh nhỉ, trái tim nào cũng xinh, nhưng mà hiệu ứng này thì Thảo cũng thấy khá là ưng luôn.